Để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mang lại những tín hiệu khả quan và đặc biệt phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, phần mềm VNCare đặt lịch khám online nhận được sự đánh giá cao của người bệnh nhờ những tính năng ưu việt như chủ động sắp xếp lịch khám, tư vấn sức khỏe online, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh. Trước đây khám ở bệnh viện thì mình mất khá nhiều thời gian cho việc lấy số khám bệnh. Sau khi mình sử dụng app thì em thấy rất là tiện lợi, nhanh gọn. Mình có thể ngồi tại nhà đăng ký, sắp xếp lịch trước để khám bệnh. Mặc dù có nhiều tính năng ưu việt, song VNCare chỉ có thể cài đặt sử dụng trên điện thoại thông minh. Nhiều người dân vẫn chưa biết tới ứng dụng này. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người bệnh cài đặt phần mềm và đưa dịch vụ đặt lịch hẹn tái khám cho bệnh nhân điều trị ngoại trú vào thực hiện. Đặt lịch hẹn tái khám cho người bệnh thì là do bệnh viện chủ động nhắn tin và trao đổi trực tiếp, kết nối trực tiếp với người bệnh. Điều này là thực hiện rất hiệu quả và rất khả thi và mang tính thực tiễn. Và người bệnh chủ động về thời gian là một. Đến bệnh viện bất kể lúc nào vẫn được đón tiếp và được xếp số thứ tự, không phải chờ đợi, và cái thời gian đó sẽ tăng cường công tác tư vấn và khám bệnh cho người bệnh. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kê đơn thuốc điện tử và bước đầu thí điểm triển khai bệnh án điện tử, đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, ký kết hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương để tổ chức hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị cho cán bộ, nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và hạn chế tối đa tình trạng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Hàng tuần đều duy trì thường xuyên, thứ ba và thứ tư là hội chẩn trực tuyến với lại Bệnh viện Việt Đức, và thứ năm thì hội chẩn trực tuyến với lại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai, và thứ sáu là với Bệnh viện Ca Trung ương. Và cái lịch này thì được thu hút được đông đảo các cái cán bộ y tế, y bác sĩ tham gia hội chẩn, và qua đó thì cũng giúp cho người bệnh phát hiện, chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đồng thời thì cái trình độ chuyên môn của cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện cũng được nâng lên. Đẩy mạnh số hóa đã và đang góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đáp ứng phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn và hài lòng người bệnh, nâng tầm chất lượng của bệnh viện.